Châu ở đây đa số là hàng tuyển, nói chung là hàng đẹp các bác nhé, xuất sắc. Thì bác nào nói chung là có nhu cầu mua thì mình cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại để có một tiêu đề á, gặp trực tiếp chủ châu luôn các bác nhé, để mình bàn giá nó dễ. Hôm nay lại về thêm một con mới nữa các bác nhé. Chung là hôm nay tuyển về thêm một con nữa. Con này các bác này. Còn con hôm qua này. Con này đẹp này. Chung hàng này gần hàng đẹp không bác? Hôm qua có một số bác bảo em quay lại con trâu mà anh bán 50 triệu này. Đây các bác nhé. Đang chửa to này. Con này dài mình lắm, con này mới đẻ 4 lứa. Còn con mẹ này thì anh để lại châu nhà, châu gốc không. Bán bớt một con, nói chung là chuồng hơi chật á. Anh em xem châu chửa, mình nhìn cái đoạn bụng này các bác nhé. Cái nhô là to á, đoạn này này. Thì nó ra to á, là mình biết châu chửa này. Con này thì mới đẻ 4 lứa thôi. Nói chung là con này gọi là hàng đại đó. Nghe ở đây thì hôm nay thì mới về thêm một con nữa. Con này này các bác này. Trông mập mạp. Chân móng thì mình phải bàn luôn. Con này thì hai xoáy mặt với lại thì 4 xoáy mình hay 4 xoáy mình, 4 xoáy sâu đó. Châu ở đây đa số là hàng tuyển, nói chung là hàng đẹp các bác nhé, xuất sắc. Thì bác nào nói chung là có nhu cầu mua thì mình cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại để có một tiêu đề á, gặp trực tiếp chủ châu luôn các bác nhé, để mình bàn giá nó dễ. Đây anh đang ở đứng bên này các bác này. Con này thì mập mạp, nói chung nhìn mút lắm. Con nghé kia đang nhỏ nhưng mà chưa bán được, còn bán thì 4 con này. Hôm qua thì cũng bán bớt một con trâu nghé cái, hôm qua bảo các bác là con này làm giống đẹp lắm, hôm qua cũng bán mất tiêu rồi. Con mẹ kia bán không anh ơi? Cặp không bán nào? Thế là anh ấy bán, quyết định bán mình con mẹ này này. Con kiểu to lắm này. Bác nào nói chung là có nhu cầu mua cái trâu sinh sản thì mình lấy con này về có lời luôn. Còn tầm tháng nữa đẻ. Cái này thì mình vận chuyển sai, nhiều khi mình đi từ từ thôi, nhưng mà cho một số các bác ở tỉnh ngoài là bảo là có vận chuyển sai không, nói chung là cái giá trâu thì bọn em bán giá trâu, vận chuyển thì bọn em thuê xe ra các bác nhá. Trước vận chuyển thì người ta tính km là 10.000 một km thôi. Ví dụ các bạn là 200 km thì thành 2 triệu các bác nhá. Tiền xe. Cứ thế mà nhân lên. Con này thì chửa to thì bị đẻ đó các này. Đây. Nở dần này. Con này nó mới đẻ cho con đực nữa thôi. Đó, anh em xem châu chửa thì mình cứ xem cái đoạn là hai bên hông nữa. Còn chỗ cho ăn no thì nó khác. Đây em ơi. Đây bởi coi châu có xem không? Coi châu xem nào.
này. Được, được. Thế... Không có châu cái đâu. Không có châu cái. Đây, toàn châu đẹp thôi, đâu không có châu xấu bây giờ. 35 triệu. Bao nhiêu con? 4 con mà, không biết được. Đôi đi là 65 triệu một đôi. Con này là đỉnh cao, mới bắt hôm qua. Hôm qua em bảo bác là con này là... Đôi là một nhà 65 triệu. Là trên 30 đó. Con này bác giá nó bắt luôn nữa. Còn con mẹ này thì đánh để làm giống. Thì có biết quay làm sao đấy? Quay đây thì nhìn thế này trực tiếp không sợ hơn à? Con này thì một xoay mất phải. Nghe chưa? Nghe được chưa? Nhưng mấy con này là đổ xoáy các bác nhá. Wow, wow, wow. Chắc anh kia chụp kèo đây. Sừng mở cánh lá hết. Con nào cũng vậy. Đây có một con là 8 xoáy các bác này. Con này này các bác này. À, nuôi con này đúng đúng một đôi xoáy ở đây luôn, một xoáy, hai xoáy bên này cũng vậy các bác nhá, này đóng hai xoáy đây này, bên này cũng hai xoáy luôn, một xoáy này đúng xoáy sau nó là con này 8 xoáy à, cho 8 xoáy cũng chuẩn đó các bác, chân bóng các này, chân này, đó, con nào như con nào chân bóng đều tròn. Anh em dùng mà châu kéo xe là mà châu, dùng mà châu giống thì càng tốt. Đây con này chân bóng tròn thì móng ngựa các bạn, đẹp lắm. Chân to. Con này gì hiền. Một số anh em bảo là tẩy run hay là châu nó lớn cái gì, có châu mà chậm lớn là mình tẩy run nó bác nhá, tẩy run với sắn lá gan nhiều thì nó mới nhanh lớn được. Con này dòng châu to này, mấy con này dòng châu to hết các bạn. Con này mới bắt về lúc sáng thôi. Một xoáy mất phải, bốn xoáy mình, chân bóng gì quá đỉnh luôn. Con này thì anh mới chắc anh nhìn lại con này. Con mất 9 triệu rồi, con 2 gánh 2 triệu cho thì chết. Rồi cái video của em đến đây xin phép kết thúc bác nhé. Bác nào có nhu cầu mua mình cứ liên hệ số điện thoại chủ châu. Em để cho phần tiêu đề á. Thì các bác cứ lên thì trực tiếp bàn giá chủ châu dưới các bác nhé. Anh em nào muốn mua mình cứ tới tận nơi mình xem châu là chuẩn nhất các bạn. Ở trên điện thoại nhiều khi nó không chuẩn đâu. Trên điện thoại lúc nào xem con nhỏ ở ngoài á. Rồi em chào toàn thể các bác nhé.